con bơ vơ một mình. Đừng bỏ con mẹ ơi, hãy cho con được sinh ra đời. Con nào có tội tình chi mà sao không cho con ba mẹ. Có những đứa trẻ ngay khi chào đời đã mang trong mình trăm nỗi thiệt thòi, bị bỏ rơi, bệnh tật, bị xa lánh. Đó là những đứa trẻ không may mắn mang trong mình căn bệnh thế kỷ không thuốc chữa, căn bệnh HIV/AIDS. Ở tại cơ sở thì là tất cả các cháu đều có những hoàn cảnh riêng rất là khác nhau. Thế nhưng khi mà đến đây rồi thì các cháu đều có một điểm chung, đó là các cháu được sinh ra từ những người mẹ OH và các cháu đều mang trong mình một nỗi đau của bệnh tật không có thuốc chữa. Ví dụ như là cháu Đạt đây thì khi mà chúng tôi tiếp nhận cháu là cháu mới có 7 ngày tuổi, với một cái dòng chữ nguyệt ngoạc của người mẹ để lại, đó là chúng tôi khó khăn không thể nuôi được con, nhờ các cô chăm sóc giúp. Và còn kia là cháu Bình thì cháu khi mà còn nhỏ cháu cũng được bỏ rơi ở chùa Bồ Đề. Thì chúng tôi đã, sau khi mà người ta xét nghiệm thấy cháu có HIV và đã đưa lên trung tâm chúng tôi và chúng tôi đã chăm sóc cháu. Các cháu tại cơ sở của chúng tôi thì các điều kiện về ăn ở và sinh hoạt thì không khó khăn bởi vì là các cháu đã có nhà nước lo. Thế nhưng mà các cháu rất là thiệt thòi và khó khăn ở sự cô đơn và bệnh tật, đặc biệt là trong công tác hướng nghiệp. Khi các cháu lớn muốn đi làm thì gặp rất là nhiều khó khăn. Cũng có một số các đơn vị cũng nhận lời giúp đỡ các cháu, nhưng mà con chỉ muốn đi làm thêm để phụ giúp các mẹ. Nhưng ở ngoài kia có rất ít các cô các chú muốn nhận chúng con vào làm việc. Cái bệnh này của các con thì các con sức khỏe rất là yếu và thường là nhiễm phải những cái bệnh nhiễm trùng cơ hội. Và hàng ngày thì các con phải uống rất là nhiều thuốc, và còn những cái trẻ thì phải uống những loại thuốc mà gốc thuốc to bằng nắm tay của con ấy. Trong 30 năm ở đơn vị thì cũng có những trẻ mà ở thời gian đầu là không qua khỏi được cái bệnh tật của mình, các con đã bị tử vong. Ở đây thì có một số con rất là giỏi về những cái lĩnh vực thủ công mỹ thuật, và các con cũng rất là thích những cái vấn đề như là tính toán hoặc là những ước mơ. Thế nhưng mà dần dần các con lớn lên thì các con hiểu được rằng là thực tế của các con khá là khác xa với lại những bạn khác. Và lúc đó thì cái cánh cửa tương lai của các con khép dần lại trong cái sự mặc cảm và tự ti rất là tội nghiệp. Con như trời non vô tội, khẽ mắc chờ từng giọt mưa sâu để nuôi con thêm. Nhân ái của Alo Kitty nhằm giúp cho các bé nhiễm HIV có cơ hội được quan tâm, được học tập và được hy vọng tham gia vào xã hội. Cho con tình thương nồng ấm, mong được.